A few moments later. Trời, ăn xong với mì nghẹn gần chết luôn các bạn. Mấy cái trứng mà nhỏ nhỏ thì mình ăn một họng được nha, còn mấy cái trứng mà bự á, cắn hai ba họng á, chứ nuốt một họng nãy mình đúng nuốt cái trứng đầu tiên á, nó nghẹn luôn. Không biết sao mấy bạn, các bạn nãy là ăn lần những trứng mình trứng mà ăn được hết 5 trứng luôn chứ, các bạn nó hay thiệt chứ. Và các bạn nào mà muốn thử cảm giác mặn thì hãy làm theo clip nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn.